Chiều ngày 24 tháng 9, trường Trung học cơ sở Lương Anh Thiện tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp với chủ đề "Giá trị của lòng biết ơn", tuyên truyền về an toàn giao thông và luật an ninh mạng cho các em học sinh của trường. Tới dự có lãnh đạo quận đoàn, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận, đại diện phòng giáo dục và đào tạo quận. Thông qua những câu chuyện làm rung động lòng người về lòng biết ơn đối với bậc sinh thành thầy cô giáo, tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân, cố vấn cao cấp hệ thống giáo dục ATI đã khơi gọi cho buổi học sinh tinh thần tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn. Từ đó giúp các em hiểu rõ trách nhiệm của người con, người học trò tích cực phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, những công dân có ích cho xã hội. Cũng trong buổi chiều các em học sinh trường Trung học cơ sở Lương Gánh Thiện được tuyên truyền về những nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, các quy tắc khi tham gia giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đúng pháp luật. Ngoài ra các em học sinh còn được tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến luật an ninh mạng. Đây là dịp để nhà trường trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về lĩnh vực giao thông đường bộ cũng như an ninh mạng qua đó góp phần nâng cao nhận thức ý thức của các em trong việc chấp hành luật giao thông phòng ngừa vi phạm tai nạn giao thông và sử dụng mạng xã hội